Vâng, xin chào các bạn, chúng ta một lần nữa gặp lại nhau ở chương trình Q&A, một chương trình mà tôi rất thích. Không biết là các bạn cảm xúc như thế nào thì có thể comment ở bên dưới phần video này. Chúng ta luôn có những câu hỏi tuyệt vời dành cho nhau ở trên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân. Đến giờ này tôi vẫn nhận được những câu hỏi của các bạn, có thể là inbox qua fanpage, có thể là tag tên ở trên những phần bình luận của các bạn rằng là làm thế nào để có thể đặt câu hỏi cho Bình luận viên Anh Quân tại chương trình Q&A. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại, hãy lên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân, và mỗi thứ năm các bạn sẽ nhìn thấy một tấm poster ở đó, và các bạn sẽ đặt câu hỏi bằng việc comment những câu hỏi của mình trên tấm poster đó, và tôi sẽ chọn ra những câu hỏi hay nhất để trả lời vào thứ sáu. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Bạn Bill Lille, chào anh có thể nào phân tích về chiếc băng thù quân của đội tuyển Pháp sẽ trao cho Mbappé mà không phải là Antoine Griezmann? Liệu mâu thuẫn nội bộ về quyền lực sẽ như thế nào? Chúc anh và ekip nhiều sức khỏe. Có vẻ như vấn đề giữa Antoine và Mbappé đã được giải quyết bởi những bức ảnh vào ngày hôm qua, và bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về điều này. Việc Kylian Mbappé trở thành đội trưởng mới của tuyển Pháp đang trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Kinh nghiệm là một khía cạnh cần xét đến của một người thủ lĩnh, nhưng không phải là tất cả. Bởi một đội bóng cần đội trưởng nhất khi tinh thần đi xuống và cần được truyền cảm hứng. Nếu phải chọn một cầu thủ có thể làm tốt điều này ở đội tuyển Pháp, Mbappé là cái tên phù hợp. Tiền đạo này chắc chắn sẽ là người có thể ghi bàn như một cách truyền động lực và dẫn dắt các đồng đội trong một thế trận khó khăn. So với sự trầm lặng của Griezmann, Mbappé năng nổ hơn. Bên cạnh phẩm chất thủ lĩnh ở trong sân, đội trưởng cũng phải là hình mẫu của một người có tiếng nói bên ngoài sân cỏ. Vậy nên suy đi tính lại, Deschamps đã quyết định trao tấm bằng đội trưởng cho Kylian Mbappé. Chia sẻ về trọng trách mới, tiền đạo này cho biết: "Ông ấy muốn tôi trở thành người thống nhất, đưa cả đội đi cùng. Tôi là sợi dây kết nối các thế hệ cho đội tuyển Pháp. Đây là một trách nhiệm mới, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò một cách tự nhiên. Việc làm đội trưởng tuyển Pháp không thay đổi cách tôi thi đấu, nhưng có thể thay đổi cách tôi cư xử. Với trọng trách này, Mbappé giống như người kết nối, một điểm bắt đầu cho thế hệ tài năng mới của tuyển Pháp." Tất nhiên không thể tránh khỏi những hoài nghi về một cuộc xung đột quyền lực trong nội bộ Les Bleus, nhất là khi Griezmann cũng tỏ ra thất vọng về quyết định này. Tuy nhiên, Mbappé đang chứng tỏ khả năng của một người thủ lĩnh thực thụ khi đã có cách ứng xử rất khôn khéo với người đàn anh. Chính Mbappé đã chủ động đến gặp gỡ và nói chuyện với cầu thủ Atletico Madrid để xoa dịu tình hình. "Antoine Griezmann có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất trong kỷ nguyên của Deschamps. Tôi không phải là cấp trên của anh ấy. Chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau để đưa tập thể này lên đẳng cấp cao nhất. Nếu Griezmann có gì muốn nói với toàn đội, tôi sẽ ngồi xuống và lắng nghe." Có thể thấy Mbappé không chủ đích nắm giữ hoàn toàn quyền lực tại đội tuyển. Anh vẫn tôn trọng những người đàn anh và sẽ cùng họ dẫn dắt tuyển Pháp đến thành công trong tương lai. Xem ra cách này của Mbappé thực sự đạt hiệu quả khi trong bức hình mới của hai cầu thủ này, cả hai đều tươi cười vui vẻ với nhau và không cho thấy có bất kỳ sự xung đột hay bất mãn nào trong nội bộ tuyển Pháp. Bạn Sứ Thiên, chào anh Quân, anh có thể phân tích bóng đá hiện đại gần như ít sinh ra tiền đạo trung phong cổ điển, nhưng em thấy các đội bóng muốn vô địch Champions League đều cần có một trung phong cổ điển. Mong anh và ekip phân tích về vấn đề này. Chúc anh Quân và ekip luôn ra được những video hay và bổ ích. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúng ta sẽ cùng trả lời nhé. Trung phong cổ điển như bạn nói thường sẽ có hai dạng, một dạng theo kiểu Poacher với những người rất giỏi chiếm lĩnh không gian, chuyên gia phá bẫy việt vị và chớp thời cơ cực tốt, những người như Pippo Inzaghi chẳng hạn. Dạng thứ hai là những tiền đạo theo kiểu mục tiêu, làm tường và hỗ trợ những mũi tấn công còn lại. Diego Costa, Lukaku, Giroud là những mẫu số 9 như vậy. Thực tế bóng đá hiện đại ít những trung phong theo mẫu này với sự thay đổi về mặt chiến thuật. Trước đây là Tiki Taka với những số 9 ảo bằng sự thống trị của Pep Guardiola, của Barca và của Tây Ban Nha. Sau này là sự lên ngôi của lối chơi pressing yêu cầu các tiền đạo phải đóng góp nhiều hơn về mặt lối chơi của mình. Vì vậy các số 9 cổ điển sẽ phải đứng trước hai lựa chọn, một là thay đổi cho phù hợp, hai là chấp nhận mình trở thành kép phụ. Ngoài ra bóng đá hiện đại ngày nay không cho phép nhiều khoảng trống để các tiền đạo có thể tung hoành như trước. Trường hợp rõ ràng nhất thuộc về Gabriel Jesus, Harry Kane và Firmino. Họ sẽ phải di chuyển nhiều hơn, pressing nhiều hơn hoặc là lùi sâu về hàng tiền vệ để đóng vai trò kết nối. Tuy nhiên đúng như bạn nói, ở đấu trường Champions League, các đội bóng muốn vô địch đều cần những trung phong đẳng cấp. Real Madrid đang qua năm ngoái nhờ một Benzema xuất thần, trong khi nhiều người nhận định Erling Haaland chính là mảnh ghép còn thiếu trên con đường chinh phục cúp châu Âu của Manchester City. Những trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp thường có những diễn biến căng thẳng và đôi khi nó chỉ được quyết định bằng một khoảnh khắc. Và còn ai tận dụng những khoảnh khắc đó tốt hơn những số 9 cổ điển bây giờ. Giống như cách Benzema giúp Real nâng tỷ số lên 3-1 cho Paris Saint-Germain nhờ cú sút một chạm đưa bóng về khúc xa khung thành, đó là sự nhạy bén trong khoảnh khắc của một tiền đạo. Mỗi đội bóng đều cần những chân sút có khả năng như vậy. Đó là lý do các đội bóng đang qua Champions League đều có cho mình một số 9 cổ điển xuất sắc như Benzema, Lewandowski hay có thể là Erling Haaland sau này. Bạn Quỳ Đỏ TV, xin chào bình luận viên Anh Quân và các cộng sự. Em là một fan trung thành của Manchester United. Anh Quân cho em hỏi, thực hư câu chuyện chuyển giao chủ mới của Manchester United hiện tại đã đi đến giai đoạn nào rồi? Và đến khi nào thì sẽ chốt ạ? Lần đầu tiên đặt câu hỏi và rất mong anh được cho em lên sóng. Em chúc anh Quân và gia đình nhiều sức khỏe. Viva anh Quân. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Những lời chúc rất là từ đáy lòng của bạn dành cho tôi, và tôi cũng rất là biết ơn về điều đó. Và hãy đến với câu trả lời của tôi nhé. Thực tế thì thương vụ chuyển giao Manchester United đã có thông tin từ lâu và nó vẫn đang diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, hai ứng viên sáng giá nhất cho vụ chuyển giao này là Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, con trai của cựu thủ tướng Qatar. Khối tài sản của Sheikh Jassim rơi vào khoảng 2 tỷ bảng, nhưng rõ ràng đây không phải thương vụ mua bán cá nhân. Chúng ta đều biết Hoàng gia Qatar muốn quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những phi vụ đầu tư vào thể thao, đặc biệt là bóng đá như vậy. Đối trọng của Sheikh Jassim trong cuộc đua này là Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú giàu nhất nước Anh với tài sản ước tính là 15 tỷ bảng. Ban đầu, nhà Glazer tuyên bố sẵn sàng bán đứt hoặc chuyển nhượng cổ phần của Man United và mong muốn bán đi với mức giá 6 tỷ bảng Anh. Hiện tại, quá trình đang ở vòng đàm phán thứ hai. Tờ The Times tiết lộ thời hạn chót cuối cùng để các bên ra giá mua lại Man United là vào ngày hôm nay, 24 tháng 3. Theo những thông tin được truyền thông Anh đăng tải, đôi bên đều đưa ra mức giá công khai đấu thầu ban đầu là 4,5 tỷ bảng, sau đó tăng lên 5 tỷ bảng. Trong khi đó, nhà Glazer đã ủy quyền cho Rain Group, ngân hàng thương mại, thay mặt để giám sát quá trình này. Sheikh Jassim muốn một cuộc chuyển giao toàn bộ, trong đó bao gồm 69% cổ phần mà nhà Glazer đang sở hữu. Sau đó, phía đối tác từ Qatar sẽ mua nốt 31% còn lại từ các nhà đầu tư khác trong đội bóng này, trong khi Sir Jim Ratcliffe chỉ muốn sở hữu 69% cổ phần của nhà Glazer. Tuy nhiên, theo những diễn biến mới nhất, Elliott Management, một quỹ phòng hộ của Mỹ, đã nhảy vào cuộc đua này. Số tiền không được tiết lộ, nhưng phía Elliott Management vẫn sẽ giao quyền điều hành cho nhà Glazer. Tất cả những gì họ làm chỉ là đầu tư tiền vào câu lạc bộ này. Chính điều đó đang khiến cuộc đua này trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Nhờ đòn bẩy từ Elliott Management, rất có thể những gì mà nhà Glazer đưa ra chỉ là đòn gió để thu hút thêm tiền đầu tư, còn thực sự họ sẽ không giao bán câu lạc bộ này. Những thông tin từ tờ The Guardian cho rằng nhiều nhà đầu tư đang cảm thấy lãng phí thời gian vì động thái không rõ ràng từ những ông chủ hiện tại của Manchester United. Cuộc đua này vẫn đang rất khó đoán và có cả khả năng nhà Glazer sẽ không nhượng quyền con gà đẻ trứng vàng của họ, dù cho nó là viễn cảnh cổ động viên Man United không mong nó xảy ra. Bạn Nguyễn Huy Thành, chào bạn bình luận viên Anh Quân. Bạn có thể lý giải vì sao phong độ của Barca và Real lại trái ngược nhau ở Cúp châu Âu và ở El Clasico vậy? Chúc bạn và ekip thật nhiều sức khỏe và ra nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy đến với câu trả lời của tôi. Barcelona đang dẫn đầu La Liga và hơn đội xếp thứ hai là Real Madrid tới 12 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ lại bị loại khỏi đấu trường châu Âu từ sớm, trong khi Real Madrid lại thể hiện ấn tượng tại mặt trận này. Vậy điều gì đã tạo nên hai gương mặt trái ngược nhau hoàn toàn của Barcelona và Real Madrid như vậy? Có thể thấy Champions League là những cuộc đấu trí cân não cả so về sức mạnh, kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu trong từng trận đấu một. Còn La Liga là một cuộc đua đường dài, tính chất hai bên khác nhau nên sẽ cần những sự đặc thù cũng hoàn toàn khác nhau. Đội hình hiện tại của Barcelona rất thích hợp cho những cuộc đua đường dài. Sau một giai đoạn mua sắm điên cuồng, họ có một lực lượng tương đối dày và chất lượng. Mà một lực lượng có chiều sâu sẽ là một sự trợ giúp đắc lực trong một cuộc đua đường dài hoặc những cuộc đua trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, việc dựa nhiều vào những tài năng trẻ như Pedri, Gavi, Araujo hay Balde khiến gã khổng lồ xứ Catalan thiếu đi sự già dơ trong những trận đấu loại trực tiếp, yêu cầu bản lĩnh và kinh nghiệm. Đối lập với một Barcelona đang có một lực lượng khá dày dặn nhưng chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đấu cân não, thì Real Madrid lại đang dựa khá nhiều vào những lão tướng như Toni Kroos, Luka Modric hay Karim Benzema. Do đó, Los Blancos sẽ rất mạnh trong những cuộc đấu đòi hỏi về mặt chiến thuật, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu như tại Champions League, nhưng sẽ hụt hơi trong những cuộc đua đường dài như La Liga bởi chắc chắn những lão tướng trụ cột sẽ khó lòng thi đấu đỉnh cao ở nhiều trận đấu, nhiều mặt trận như vậy được. Còn Barcelona thì có thể thua ở đấu trường châu Âu, nhưng họ sẽ đủ lực để đua đường dài với Real Madrid tại La Liga. Với những tính chất khác nhau giữa đội hình của hai câu lạc bộ, rõ ràng là họ đang có những mục tiêu khác nhau để hướng đến. Vậy nên quãng thời gian tới đây sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như Real tiếp tục thi đấu mờ nhạt tại La Liga nhưng lại chơi rất hay ở UEFA Champions League. Còn Barca, đương nhiên mục tiêu hàng đầu của họ là chiếc cúp vô địch quốc gia ở mùa giải năm nay. Bạn Khanh Kiên, em chào anh. Anh nghĩ thế nào khi đội tuyển Tây Ban Nha đã thay đổi huấn luyện viên, thế nhưng David De Gea vẫn không được triệu tập lên đội tuyển, cho dù anh ấy đang thi đấu tốt? Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ. Có thể nó do triết lý của các huấn luyện viên dành cho De Gea vào lúc này không còn là một sự ưu tiên nữa. Hãy đến với chi tiết câu trả lời của tôi. Trận đấu gần nhất của David De Gea trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha đã cách đây gần 3 năm. Kể từ cuộc đối đầu với Ukraine ở vòng bảng Nations League năm đó, xuyên suốt gần 3 năm, La Roja đã chinh chiến ở những giải đấu hàng đầu như vòng chung kết Euro 2020 hay cùng với đó là World Cup 2022. Những điểm chung ở những cuộc hành trình đó đều là việc không có vai trò của De Gea trong khung gỗ ở Tây Ban Nha. Thậm chí ngôi sao của Man United còn không nằm trong danh sách triệu tập cho chiến dịch World Cup 2022 vừa qua. Giờ đây tưởng chừng như cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ trở lại với De Gea dưới thời tân thuyền trưởng Luis de la Fuente thì may mắn vẫn ngoảnh mặt với anh. Một trong những nguyên nhân mà đa số người hâm mộ cho rằng là lý do chính khiến cho thủ thành này không có cơ hội thể hiện mình chính là vì khả năng chơi chân của anh. Dù cho La Roja đã thay đổi rất nhiều cái tên ngồi trên băng ghế huấn luyện, nhưng dường như phong cách chơi bóng của nhà vô địch World Cup 2010 vẫn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phân phối bóng từ hàng thủ. Một cái tên được huấn luyện viên Luis Enrique tin tưởng trong suốt quãng thời gian ông cầm quân là Unai Simon. Dù không thực sự tỏ ra xuất sắc ở khả năng cản phá, nhưng ở vòng chung kết World Cup 2022, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Simon lên tới 93%, một thông số cực kỳ đáng ngưỡng mộ đối với cả các tiền vệ. Do đó không quá khó hiểu khi mà David De Gea vẫn chưa thể nhận được sự tin tưởng của tân thuyền trưởng đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung mới nhất của La Roja để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024 lần này. Bạn Nhàn Triệu, em chào anh Quân và ekip. Anh cho em hỏi, với sự thay đổi huấn luyện viên thì đội tuyển Việt Nam có cơ hội vô địch ở các giải đấu trong khu vực không? SEA Games đợt này với lứa trẻ này và không có cầu thủ quá tuổi thì chúng ta có cơ hội bảo vệ huy chương vàng không? Khó người khó ta đúng không ạ? Các đội cũng khác cũng vậy thôi, và chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết câu trả lời này. Việc quy định ở SEA Games không cho phép sử dụng những cầu thủ quá tuổi là thiệt thòi không nhỏ với U23 Việt Nam. Cần biết ở hai kỳ SEA Games vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo đều đã tận dụng rất tốt những suất hơn tuổi để làm nên những tấm huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam. SEA Games 30 là sự xuất hiện của Trọng Hoàng và Hùng Dũng, những người đàn anh với nền tảng thể lực ấn tượng cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn, góp phần bổ sung vào những yếu điểm nơi hàng tiền vệ cũng như hậu vệ của U23 Việt Nam. Ở kỳ SEA Games vừa rồi, Hùng Dũng và Hoàng Đức tiếp tục sát cánh nơi tuyến giữa, trong khi Tiến Linh trở thành mũi nhọn chính để đem về những bàn thắng quan trọng cho đội chủ nhà. Còn ở SEA Games sắp tới, có vẻ các đội bóng đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng khi không sử dụng những cầu thủ quá tuổi. Chủ nhà Campuchia những năm gần đây chú trọng vào công tác đào tạo trẻ và lứa U23 của họ được coi là chất lượng nhất để ôm mộng đoạt huy chương vàng SEA Games. Malaysia và Thái Lan thậm chí còn nói không với những trường hợp quá tuổi từ SEA Games 30. Họ đã sẵn sàng để tham dự giải đấu sắp tới mà không cần những cựu bình. Trong khi đó, U23 Việt Nam hiện tại cũng sở hữu nhiều gương mặt chất lượng. Chúng ta vẫn còn 7 người từng đoạt tấm huy chương vàng ở sân Mỹ Đình vào năm ngoái như Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài hay Lê Văn Đổ. Trong khi đó, lứa những cầu thủ U20 cũng đang cho thấy sự trưởng thành để bổ sung thêm nhân sự cho huấn luyện viên Troussier. Mình tin rằng trong tay huấn luyện viên người Pháp sở hữu lứa cầu thủ đủ sức bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Nhưng điều cần nhất bây giờ là thời gian để lắp ghép đội hình, để cầu thủ trẻ có thể triển khai chiến thuật một cách nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm thi đấu quốc tế vốn đang được tích lũy ở giải giao hữu U23 Doha Cup. Sự chuẩn bị là điều rất quan trọng trong một chiến dịch khắc nghiệt như tại SEA Games, mà bóng đá Việt Nam vốn dĩ đã có nhiều kinh nghiệm cho sự chuẩn bị này. Chỉ cần các cầu thủ có thể tích lũy thêm về cả kinh nghiệm và quen với cách vận hành của huấn luyện viên Troussier, U23 Việt Nam đủ khả năng để một lần nữa lên ngồi trên đất bạn. Bạn Nguyễn Trương Ngọc Long, em chào anh Quân, đây là lần đầu tiên sau nửa năm em mới đặt câu hỏi tại Q&A. Cho em hỏi, anh nghĩ sao về màn trình diễn của Matteo Retegui nếu có sự trở lại của Giacomo Raspadori và Federico Chiesa cùng những nhân sự như Wilfred Kononto hay Domenico Berardi? Thiên Thành có quay trở lại như Euro 2020 hay không? Chúc anh một ngày tốt lành. Đúng là rất đáng tiếc khi đội tuyển Italia không thể góp mặt những nhân tố tốt nhất, và đấy cũng chính là một phần những nguyên nhân dẫn tới kết quả thua cuộc của họ trước đội tuyển Anh ở trận đấu rạng sáng nay. Còn để phân tích sâu hơn về chuyện này thì chúng ta sẽ cùng đến ngay sau đây. Huấn luyện viên Roberto Mancini đã gây bất ngờ cho giới mộ điệu khi xếp tiền đạo Matteo Retegui đá chính trong trận đấu gặp đội tuyển Anh. Và niềm tin của thuyền trưởng đội tuyển Ý đã được đặt đúng chỗ khi tiền đạo 23 tuổi là người ghi bàn thắng duy nhất cho Azzurri trong trận đấu này. Ngoài bàn thắng ghi được, nhìn chung Retegui đã thi đấu khá tốt khi di chuyển rất chậm nhằm đóng góp vào mặt phòng ngự cũng như tham gia triển khai tấn công cùng các đồng đội. Ngoài ra, Retegui còn cho thấy được rằng anh có kỹ năng chơi quay lưng với khung thành và cả khả năng di chuyển không bóng cũng là khá tốt. Có một số điểm về thể chất, khả năng tranh chấp tay đôi hay kỹ năng xử lý bóng trong chân thì vẫn cần phải cải thiện thêm. Nếu có sự trở lại của Giacomo Raspadori và Federico Chiesa cùng những nhân sự như Wilfred Kononto hay Domenico Berardi thì đương nhiên hàng công của đội tuyển Ý sẽ mạnh lên, khi mà hiện tại còn có sự xuất hiện của cái tên Matteo Retegui mà bạn vừa nêu ở trên nữa. Nhưng nếu để trở lại như một thời kỳ vô địch Euro 2020 thì tuyển Ý còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là cặp trung vệ để thay thế cho bộ đôi Chiellini và Bonucci. Cặp đôi đá chính trong trận đấu gặp tuyển Anh là Rafael Toloi và Acerbi đương nhiên không đủ tầm và khả năng để trở thành những sự thay thế xứng đáng. Trong tương lai có thể hy vọng vào sự phát triển của những Gatti hay Scavini, nhưng đó là trong tương lai, còn hiện tại họ chưa có đủ kinh nghiệm. Ở tuyến giữa, Jorginho và Verratti cũng đã dần có tuổi, phong độ của hai trụ cột tuyển Ý trong mùa giải này trong màu áo của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia đều đã có những phần giảm sút. Cho nên huấn luyện viên Mancini cũng nên tính dần phương án thay thế cho bộ đôi tiền vệ kể trên. Tonali, Miretti, Fagioli hay Fratesi là những cái tên có thể kỳ vọng. Hàng công hiện tại của tuyển Ý đa phần là cầu thủ trẻ, cái thiếu của họ là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cao thủ như Chiesa, Kononto hay Raspadori nếu được phát triển đúng hướng thì chắc chắn sẽ là mối nguy hại đến bất kỳ đội bóng nào và cầu thủ nào. Việc Ý có thể quay trở lại phong độ như thời điểm Euro 2020 hay không thì vẫn chưa thể khẳng định. Huấn luyện viên Mancini còn rất nhiều việc phải làm và để vô địch một giải đấu cúp thì ngoài chất lượng đội hình ra còn thêm nhiều yếu tố khác nữa, may mắn cũng là một trong số đó. Bạn Đạt Lê, anh cho em hỏi liệu Ruben Dias đã được xem là trung vệ hay nhất EPL hay chưa, khi mà em thấy sau khi trở lại do chấn thương, Dias đã thi đấu cực kỳ hay và giúp cho hàng thủ Man City vững chắc hơn hẳn. Và với phong độ như vậy thì liệu Dias có thể giúp Man City trụ vững trước hàng công thượng hạng của Bayern không? Đặt câu hỏi nhiều lần rồi mà chưa được anh trả lời. Mong lần này sẽ có cơ hội. Vâng, cảm ơn bạn vì bạn đã kiên trì đến ngày hôm nay. Hãy đến với câu trả lời của tôi. Ruben Dias sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương đã bắt đầu quay trở lại và gây ảnh hưởng lớn đến lối chơi của nửa xanh thành Manchester. Rõ ràng việc trung vệ người Bồ có mặt trên sân đang giúp cho hàng thủ của The Citizen vững chãi hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu để khẳng định Dias là trung vệ hay nhất Premier League ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn quá sớm. Đồng ý là anh đã trở lại và thi đấu rất hay. Nhưng mùa giải năm nay, những đóng góp về tổng thể của Dias là chưa đáng kể khi anh phải ngồi ngoài một thời gian vì chấn thương. Có lẽ phải đợi đến khi Ngoại hạng Anh kết thúc. Nếu Man City vượt qua Arsenal và lấy ngôi vô địch nhờ sự tỏa sáng của Dias, có lẽ lúc này ta mới có thể khẳng định anh là trung vệ hay nhất của EPL mùa giải năm nay. Tại sân chơi số 1 châu Âu UEFA Champions League, sự trở lại của Dias cũng là rất quan trọng. Với việc trung vệ mang áo số 3 tái xuất, Man City sẽ yên tâm hơn trong hành trình chinh phục Champions League, giải đấu mà họ chưa một lần lên ngôi. Nên biết Man City là đội bóng không thiếu ngôi sao, nhưng họ lại hay phải nhận những bàn thua ngớ ngẩn ở Champions League, nhất là khi họ đang chuẩn bị tiếp đón một đội bóng có khả năng trừng phạt sai lầm của đối phương rất tốt, đó là Bayern Munich. Với việc được mang băng thủ quân Man City mùa trước, Dias đã thể hiện được uy tín cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính bởi thế, sự trở lại của anh hứa hẹn sẽ giúp sức mạnh của Man City tăng lên. Thực tế, sau giai đoạn hụt hơi so với Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League, Man City với Dias trong đội hình đã có màn bứt phá mạnh mẽ để phả hơi nóng vào gáy đại diện phía Bắc London. Đó là những gì diễn ra ở giải quốc nội, còn ở đối trường châu lục thì Man City cũng có lý do để tự tin hơn về khả năng tiến xa của mình, thậm chí là có lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp tay vòi danh giá. Bạn là SD Auto. Em chào anh Quân, anh cho em hỏi tại sao FIFA không ưu tiên cho đội vô địch World Cup đá luôn vòng chung kết năm tiếp theo mà vẫn phải đá vòng loại? Chúc anh và ekip luôn thành công trong những dự án của mình. Vâng, đây là một câu hỏi rất nhiều người đã từng đặt. Hãy đến với câu trả lời. Người hâm mộ của giới thúc cầu có lẽ đã không còn quá xa lạ với việc những nhà vô địch của Champions League hay Europa League sẽ nghiễm nhiên có được một suất tham dự sân chơi danh giá nhất lục địa giả mùa giải ngay sau đó. Tuy nhiên, ở những đấu trường dành cho đội tuyển quốc gia như Euro hay World Cup thì không có bất kỳ ngoại lệ dành cho một suất vào thẳng vòng chung kết, trừ khi đó là đội chủ nhà của giải đấu. Để có thể lý giải cho điều này thì có lẽ chúng ta sẽ cần nhìn vào khoảng cách mà những giải đấu như World Cup hay Euro diễn ra. Với việc những giải đấu hàng đầu chỉ được tổ chức 4 năm một lần, có thể sẽ khiến cho các đội tuyển quốc gia phải trải qua rất nhiều những biến động cả về mặt nhân sự cũng như lối chơi. Trong quãng thời gian 4 năm đó, những nhân tố trụ cột của nhà vô địch World Cup hoàn toàn có thể đánh mất phong độ và ảnh hưởng ít nhiều vào lối chơi của đội tuyển quốc gia. Đó cũng hoàn toàn có thể là khoảng thời gian mà thế hệ vàng của đội tuyển đại diện cho đất nước đó phải lui về phía sau hậu trường để nhường chỗ cho những người hậu bối. Đó cũng là thời điểm mà một đội tuyển quốc gia hoàn toàn có thể sẽ phải làm quen với một thuyền trưởng mới, một lối chơi mới khác biệt so với thời điểm lên ngôi ở World Cup. Một trong những ví dụ điển hình trong quãng thời gian gần đây chính là đội tuyển Tây Ban Nha thời điểm sau khi đăng quang ở kỳ World Cup 2010. Dù 2 năm sau đó thì La Roja vẫn khẳng định được vị thế của mình bằng chức vô địch Euro 2012, nhưng câu chuyện tại World Cup 2014 lại là một trong những ký ức đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở bò tót. Việc bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách của một nhà đương kim vô địch chính là bằng chứng cho việc sẽ chẳng đội tuyển quốc gia nào có thể đảm bảo được vị thế của mình sau 4 năm. Chưa kể đến việc những cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia không phải lúc nào cũng có cơ hội ăn tập cùng với nhau và việc nhân sự trong thành phần đội tuyển liên tục thay đổi cũng khiến cho sự liên kết về mặt lối chơi của cả những nhà vô địch World Cup bị ảnh hưởng ít nhiều. Do đó, việc không trao cho những nhà vô địch World Cup suất đặc cách ở giải đấu sau đó có thể được xem là một hình thức tạo ra sự cân bằng dành cho tất cả các đội tuyển ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bạn Công Hiệu 0707, chào bình luận viên, mình là fan Chelsea từ năm 2004. Bạn cho mình hỏi với sự trở lại của Kante cộng với Enzo thì Chelsea có khả năng vô địch Champions League không? Và sơ đồ nào là phù hợp để phát huy khả năng của cả hai? Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đó cũng là một câu hỏi rất nhiều fan Chelsea đặt ra vào lúc này. Hãy đến với nó nhé. Như bạn cũng đã thấy, tân binh Enzo Fernandez đang thi đấu rất hay trong thời gian gần đây. Nhiều fan của Chelsea đã coi Enzo là ông chủ tuyến giữa mới của đội bóng. Kỹ năng phân phối bóng của cầu thủ người Argentina là tiền đề giúp Chelsea tổ chức tấn công. Đặc biệt những đường chọc khe bổng của anh đã làm rất nhiều các cổ động viên Chelsea cảm thấy phấn khích và nó đang dần trở thành thương hiệu của nhà vô địch World Cup 2022. Enzo cho thấy mình xứng đáng nhận khoảng lương 180.000 bảng một tuần tại câu lạc bộ mới. Nhiều chuyên gia ấn tượng với cựu cầu thủ Benfica và nhà báo Simon Philip khẳng định với tờ Kippy Sport rằng Enzo là phiên bản nâng cấp của Jorginho. Tôi đã nhận định khi Chelsea ký hợp đồng với Enzo, tôi nghĩ cậu ấy là một bản nâng cấp ngay lập tức của Jorginho. Với sự tôn trọng lớn nhất dành cho Jorginho, cậu ấy đang làm tốt ở Arsenal, nhưng tôi nghĩ Enzo đẳng cấp hơn Jorginho và Enzo đang bắt đầu cho thấy điều đó ngay bây giờ. Kante đã trở lại nhưng việc cầu thủ người Pháp sẽ thể hiện như thế nào sau chấn thương lại là điều mà các cổ động viên Chelsea đang băn khoăn. Kante đã không thi đấu kể từ giữa tháng 8 năm 2022 cho đến nay và thể trạng cũng như cảm giác bóng của anh nhiều khả năng cũng đã giảm sút phần nào. Huấn luyện viên Graham Potter hiện đang ưu tiên việc sử dụng bộ đôi Enzo Kovacic và cả hai đều đang thi đấu tốt. Kante trở lại nhiều khả năng sẽ chỉ là lựa chọn khi hai cầu thủ trên gặp vấn đề. Đặt giả dụ trường hợp Kante trở lại với phong độ cao nhất, đương nhiên anh có thể kết hợp cùng với Enzo vì xét trên lý thuyết hai cầu thủ này có thể bù trừ cho nhau. Trong khi Enzo sắm vai của người cầm trịch phân phối bóng với những điểm chạm tinh tế thì Kante lại đóng vai người không phổi. Một cầu thủ có thể di chuyển và tranh chấp quanh sân, không biết mệt mỏi, là người phá lối chơi của đối thủ. Enzo cũng từng đã cặp với Florentino Luis, người có lối chơi tương đồng với Kante ở Benfica và cũng đã rất thành công. Nếu muốn vô địch, đặc biệt là vô địch Champions League mà chỉ dựa vào tuyến giữa thôi thì chưa đủ. Chắc chắn còn nhiều điều phải làm đối với đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter nếu muốn cụ thể hóa mục tiêu trên. Chưa thể nói trước được tầm ảnh hưởng của Kante sau khi trở lại, nhưng chắc chắn sẽ là sự bổ sung giúp tuyến giữa của Chelsea trở nên chắc chắn và có nhiều năng lượng hơn, đặc biệt là có thêm lựa chọn về nhân sự trong giai đoạn khốc liệt sắp tới. Enzo có thể đá tốt trong cả vai trò một số 6 và một số 8. Điều này cho thấy cầu thủ người Argentina rất đa dạng ở khu vực giữa sân. Còn Kante, anh sẽ phát huy được tối đa năng lực khi đá cặp với một người có thể bù trừ với anh, một người giỏi kiểm soát chai bóng và có những đường truyền tịnh tiến bóng lên phía trên với một độ cao kiểu như Enzo. Cho nên sự kết hợp giữa Enzo và Kante sẽ là một sự kết hợp thú vị và đáng để chúng ta chờ đợi. Bạn Hoàng Lê, em chào anh Quân, anh cho em hỏi với phong độ hiện tại thì Liverpool còn cơ hội cạnh tranh top 4 không? Và mùa sau Liverpool có đủ cạnh tranh để mua được Bellingham hay những tiền vệ đẳng cấp khác không? Có vẻ khó khăn nhưng cũng không phải là không thể. Hãy đến với một chút dự đoán nhé. Liverpool vẫn đang níu giữ lại chút hy vọng ở mùa giải năm nay với cuộc đua đến một vị trí trong top 4 ở ngoại hạng Anh. Sau khi bị loại khỏi tất cả các đấu trường từ châu Âu đến quốc nội, có thể nói The Klopp đã trắng tay toàn tập và cuộc đua cho một tấm vé tới Champions League là điều khả thi nhất mà Liverpool có thể hướng tới cho đến lúc này. Nhìn vào lịch thi đấu của lữ đoàn đỏ, có thể nói quãng thời gian sắp tới là vô cùng dông bão với đội chủ sân Anfield. Họ sẽ phải gặp liên tiếp các đối thủ là Manchester City, Chelsea và Arsenal. Nếu vượt qua được 3 trận đấu khó khăn này, cửa để Liverpool đến với top 4 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng đây thực sự là những cuộc đối đầu vô cùng khốc liệt bởi Arsenal và Man City đều cần điểm để đua vô địch, trong khi Chelsea bắt đầu vào guồng và có được chuỗi phong độ tốt hơn trong quãng thời gian gần đây. Ngoài ra chỉ có trận đấu với pháo thủ là Liverpool được chơi trên sân nhà, trong khi ở hai trận đấu còn lại họ phải làm khách tại Etihad và Stamford Bridge. Còn nói về khả năng cạnh tranh, Jude Bellingham, The Klopp đang càng lúc càng tỏ ra yếu thế trong cuộc đua này. Dortmund không bị áp lực phải bán Bellingham bởi cầu thủ này vẫn còn thời hạn hợp đồng đến năm 2025. Thế nên gần như chắc chắn đội bóng nước Đức sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưỡng và mức giá cho tiền vệ của tuyển Anh thậm chí có thể lên tới con số 140 triệu euro. Gã khổng lồ thành Madrid cùng với Man City, Paris Saint-Germain đều đang dành sự quan tâm đặc biệt đến cho Jude Bellingham. So với những ông lớn kể trên, Liverpool tỏ ra thất thế trên phương diện tài chính. Chưa kể cũng có nhiều thông tin về việc Bellingham muốn thi đấu trong màu áo của Real Madrid hơn là Liverpool. Một vấn đề khác là The Klopp cũng đang đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa tới. Dự kiến Liverpool sẽ thực hiện một cuộc đại tu đội hình lớn trong hè 2023 và điều đó sẽ ảnh hưởng đến ngân sách cho từng bản hợp đồng mới. Bạn 11 Trần Nhật Linh, em chào anh có thể giải thích được các thể thức của các đội vào vòng chung kết Euro 2024 không? Và có bao nhiêu đội vào thẳng và bao nhiêu đội đá vòng loại? Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất thú vị vào lúc này. Hãy đến với câu trả lời. Vòng loại Euro 2024 sẽ diễn ra trong vòng 8 tháng, kể từ tháng 3 năm 2023 cho đến tháng 11 năm 2023. 54 đội bóng sẽ tranh tài để cạnh tranh 23 suất đến với vòng chung kết Euro 2024. Chỉ có duy nhất một đội tuyển được vào thẳng Euro 2024, đó chính là đội chủ nhà Đức. 54 đội bóng tham dự vòng loại được chia thành 10 bảng. Số lượng các đội mỗi bảng sẽ không cân bằng, với 6 bảng có 5 đội và 4 bảng có 6 đội. Các bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về, với mỗi đội đứng nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đến với vòng chung kết Euro 2024. 3 đội tuyển còn lại sẽ được xác định thông qua một vòng playoff bao gồm 12 đội diễn ra vào tháng 3 năm sau. Có một chi tiết đáng chú ý là 12 đội đá playoff này hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả của vòng loại trước đó. Các đội giành vé đi playoff thông qua thành tích thi đấu của họ tại UEFA Nations League mùa 2022-2023. Các đội đứng nhất bảng ở League A, B và C sẽ giành quyền tham dự vòng playoff với tổng cộng 12 đội. 12 đội này sẽ được chia thành 3 nhánh đấu, mỗi nhánh 4 đội. Mỗi nhánh đấu sẽ đá 2 trận bán kết nhánh để tìm ra 2 đội vào trận chung kết nhánh. Các đội thắng những trận chung kết nhánh sẽ giành 3 tấm vé còn lại của vòng playoff để tham dự Euro 2024. Trong trường hợp đội nhất bảng đã có vé đến Euro 2024 thì đội bóng có thành tích tốt tiếp theo của các bảng đấu tại Nations League sẽ giành suất tham dự playoff. UEFA Nations League mùa giải này đang diễn ra và sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Trong khi đó, vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ 14 tháng 6 2024 đến 14 tháng 7 năm 2024. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Euro 2024 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm 2023. Bạn Phạm Ngọc Hùng, theo anh nghĩ thì kèo Bayern Munich và Man City giờ thế nào khi Tuchel thường khắc chế được đội bóng của Pep? Đó là một câu hỏi rất thời sự vào lúc này khi Tuchel vừa bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Bayern Munich. Ngay sau khi thông tin Tuchel dẫn dắt Bayern được phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, có nhiều trang báo và fanpage đã nói ngay về cuộc đụng độ giữa Man City và Bayern tại tứ kết UEFA Champions League sắp tới. Nhiều người tỏ ra quan ngại cho Pep khi trong những cuộc đấu gần nhất giữa hai chiến lược giả, phần thắng thường nghiêng về huấn luyện viên người Đức và người ta cho rằng Tuchel chính là khắc chế cứng của Pep. Nói về thành tích đối đầu giữa hai huấn luyện viên tính tới thời điểm này, chính Pep mới là người đang chiếm ưu thế khi trong 10 trận đấu, huấn luyện viên của Man City giành chiến thắng tới 6 trận, trong khi đó số trận thắng của Tuchel chỉ là 3. 3 trận thắng của Tuchel trước Pep đều diễn ra khi huấn luyện viên người Đức dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea và đáng nhớ nhất chắc chắn là chung kết Champions League mùa 2020-2021. Cần biết rằng Tuchel rất ngưỡng mộ Pep và từng bay đến Barcelona để nghiên cứu phương pháp của Pep. Vì vậy phải nói rằng Tuchel quá hiểu Pep. Và Pep cũng biết Tuchel biết quá rõ về mình. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Trong khi Tuchel tập trung kiện toàn đội ngũ vào lối chơi, phát huy những thế mạnh mà ông có, thì Pep lại nghĩ quá nhiều, cố gắng tạo ra sự khác biệt so với những lần đối đầu trước. Như đã thấy, phần lớn đều phản tác dụng. Vậy việc khắc chế cứng của Bayern liệu có làm cuộc đấu giữa gã khổng lồ nước Đức và Man City có sự thay đổi? Đương nhiên là có. Việc thay đổi huấn luyện viên đồng nghĩa với việc Bayern sẽ có những tính toán cũng như cách tiếp cận trận đấu khác so với thời của Nagelsmann. Pep chắc chắn cũng đã có những sự chuẩn bị trước đó khi cho biết đối thủ của mình tại tứ kết Champions League. Nhưng giờ đây, Bayern đã có huấn luyện viên mới, lại còn là người hiểu rõ mình. Pep chắc chắn sẽ phải đắn đo nhiều hơn trong việc lựa chọn nhân sự cũng như cách tiếp cận trận đấu. Mình cũng chỉ mong là Pep nghĩ vừa thôi, chứ nghĩ nhiều quá khéo lại toang. Chốt lại, trận đấu giữa Bayern và Man City vẫn là trận đấu được trông đợi nhất tại tứ kết Champions League mùa giải này. Mọi thứ trước mắt đều rất khó đoán và với sự đối đầu giữa Tuchel và Pep, hai bộ óc thiên tài hứa hẹn sẽ đẩy trận đấu căng thẳng lên tới mức đỉnh điểm. Bạn Tùa Vàng, chào anh Quân, anh thử phân tích lối chơi của Anthony và Jack, cả hai đều 100 củ. Theo anh, ai là bản hợp đồng thất bại của Man United hay là Man City? Em là người Mông, theo dõi anh từ ngày anh còn làm bên K cộng. Mong anh trả lời, chúc anh nhiều sức khỏe, thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều, hãy đến với câu trả lời. Chả có ai thất bại cả, ai đóng góp vẫn là đóng góp. Thất bại là chỉ khi fail toàn tập thôi. Không có Anthony thì cánh phải cần đột biến tìm ai. Không có Jack Grealish thì cánh trái Man City mùa này lúc Foden xuống thì ai đá. Những năm gần đây, giá của cầu thủ đã tăng lên một cách phi mã. Các đội bóng hàng đầu không ngại bỏ ra số tiền khổng lồ để sở hữu chữ ký của cầu thủ. Ở ngoại hạng Anh, Jack Grealish và Anthony là hai cái tên được nhắc đến rất nhiều ở trong hai mùa giải vừa qua. Jack đến Man City ở mùa giải 2021-2022 với mức giá 100 triệu bảng, còn Anthony gia nhập kình địch của Man City là Manchester United ở mùa giải năm nay với mức giá 100 triệu euro. Vì vậy cả hai cầu thủ này đều được người hâm mộ bóng đá gắn cho cái mác 100 củ. Nói về Jack Grealish, 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 26 lần ra sân ở ngoại hạng Anh mùa trước là quá ít đối với bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng. Tốc độ điên cuồng khi tấn công tạo nên một Man City đáng sợ dưới thời Pep Guardiola. Bóng được luân chuyển nhanh tới mức người ta còn chưa kịp hình dung tình huống. Sự nhịp nhàng của cầu thủ tạo nên thứ bóng đá như được lập trình. Lối chơi ưa thích dè dắt của Grealish không thích hợp với hệ thống ấy. Thậm chí sự rườm rà của cựu cầu thủ Aston Villa đã cản trở lối chơi tốc độ mà huấn luyện viên Guardiola xây dựng. Grealish gặp vấn đề rất lớn ở không giải quyết tình huống. Anh cầm bóng, đi bóng rồi sau đó lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Một điểm hạn chế lớn nữa của Grealish đó là ý thức tham gia phòng ngự. Anh rất lười trong việc hỗ trợ cho người đá cặp ở bên phía cánh trái, trái ngược hoàn toàn so với sự nhiệt tình năng nổ của Phil Foden. Mùa này Jack Grealish đã có những sự cải thiện nhất định. Anh trở nên năng nổ hơn, chịu khó phòng ngự hơn, bớt rườm rà hơn ở mỗi quyết định xử lý bóng của mình. Mặc dù con số đầu ra chưa phải là quá ấn tượng, nhưng những đóng góp của Jack và lối chơi chung của Man City là không thể bàn cãi. Trong thời gian gần đây, anh là sự lựa chọn thường trực của Pep bên phía hành lang cánh trái và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn trong thời gian sắp tới. Còn với Anthony, đây là mùa giải đầu tiên của cầu thủ trẻ người Brazil tại đội bóng mới, thi đấu tại một môi trường đầy khắc nghiệt, cùng với đó là mức giá khổng lồ, hiển nhiên áp lực dành cho Anthony là rất lớn. Anthony có khởi đầu rất tốt tại Old Trafford khi ghi bàn ngay trong trận ra mắt gặp Arsenal, cùng với đó là lối chơi đầy lắt léo và kỹ thuật. Nhưng sau đó, phong độ trồi sụt của cầu thủ này lại làm các cổ động viên Man United lo lắng. Cầu thủ người Brazil được đa phần người hâm mộ bóng đá nhận xét có lối chơi tương đồng với cựu cầu thủ Aaron Robben. Đặc trưng là những pha đi bóng từ cánh phải rồi ngoặt vào trong, sau đó tung ra cú đặt lỏng hiểm hóc. Nhưng Anthony đương nhiên là chưa thể đạt đến khả năng thượng thừa như Robben. Vậy nên lối chơi của cầu thủ người Brazil càng về sau lại càng bị các hậu vệ tại Premier League bắt bài. Anh còn bị các cổ động viên của Man United nhận xét là quá ham biểu diễn mà lại thiếu đi sự hiệu quả. 100 triệu euro mang về 7 bàn thắng của một pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho tới lúc này đương nhiên là con số không thể làm thỏa mãn số đông các cổ động viên của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên ở xuyên suốt cả mùa này, Anthony là sự lựa chọn khả dĩ nhất của Man United ở bên phía cánh phải, rồi khi mà anh là người có thể được kỳ vọng gây ra đột biến cao bậc nhất đội hình của Quỷ Đỏ. Trong khi đó, Sancho gặp phải nhiều vấn đề, còn Elanga chưa thể tạo dựng được sự tin tưởng. Anthony cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình, mặc dù ít, nhưng nên nhớ cầu thủ người Brazil vẫn còn rất trẻ và đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên cầu thủ này thi đấu tại Anh. Vậy nên mùa này chỉ là mùa giải nháp, là mùa giải tiền đề để Anthony nỗ lực tỏa sáng hơn trong những mùa giải tiếp theo, chứng minh mình xứng đáng với số tiền mà Man United đã bỏ ra. Mình xin phép được chốt lại, cả Jack Grealish lẫn Anthony đều không phải những bản hợp đồng thất bại của Man City và Manchester United. Cả hai cầu thủ này đều có những đóng góp nhất định đối với đội bóng chủ quản và đều được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ hơn trong tương lai. Vậy là chúng ta đã đi hết những câu hỏi của Q&A tuần này. Hy vọng là các bạn đã cảm thấy thỏa mãn với điều đó. Nếu câu trả lời của các bạn đã được xuất hiện ở Q&A thì hãy bấm like cho video này, hãy bấm subscribe nó nếu như bạn chưa làm điều đó. Còn với những ai mà chưa được trả lời câu hỏi thì hãy tiếp tục đặt câu hỏi trên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại.